Lương Trọng Vĩ, hello chị yêu. Hello vậy. Nãy giờ mới có người chào luôn á. Về nha Phong ơi. Vừa bị qua cái máy ra. Chị A đâu, em đi mũi né rồi. Cái gì? Bị á. Đi mũi né là sao vậy? Ừ, còn đợi tôi đó nha, né cho giữ vô nha. Nhắm né được không?